nam diễn viên một đêm tiêu hết 3 cây vàng, giờ không lo nổi cho vợ con. Vào những năm của thập niên 80, 90, Thương Tín là cái tên nổi bật trong giới phim ảnh Việt. Ông tham gia đóng rất nhiều bộ phim, thời Hoàng Kim Thương Tín được ghi nhận là diễn viên đóng nhiều phim nhựa nhất năm với 12 vai chính. Mỗi vai ông nhận mức thù lao một chỉ vàng, nghệ thuật đem đến cho Thương Tín mọi điều từ danh tiếng, tiền bạc và những người phụ nữ. Thương Tín từng được biết đến tiêu xài hết 3 cây vàng trong một đêm, rong chơi hưởng thụ và cũng rất đào hoa. Giàu có, đào hoa một thời như thế, nhưng khi đến tuổi về già, nghệ sĩ Thương Tín dường như mất tất cả. Ở tuổi U70, Thương Tín trông khắc khổ, già yếu vì liên tục bị đột quỵ. Ông cũng không sống gần vợ con mà bươn chải kiếm tiền từ việc hát đám cưới, hội chợ.